Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên dương đội tuyển bóng đá U11 Hưng Yên vừa có thành tích đạt huy chương bạc tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới động viên trao thưởng cho đội bóng. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2023 diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Đội tuyển U11 Hưng Yên toàn thắng 3 trận vòng bảng để vào tứ kết với vị trí nhất bảng B. Tại trận tứ kết và bán kết, U11 Hưng Yên lần lượt giành chiến thắng trước U11 Hà Nội và U11 Gia Bảo Hải Dương để có mặt trong trận chung kết của giải. Dù để thua 1-2 trước U11 Navi Phú Nhuận, song thành tích đoạt huy chương bạc của giải đấu là thành công đáng tự hào của đội tuyển U11 Hưng Yên. Tiền đạo Đỗ Minh Tân là một trong 3 vua phá lưới của giải với 6 bàn thắng. 3 cầu thủ Hưng Yên được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Để chuẩn bị cho giải này, chúng cháu đã tập luyện rất chăm chỉ, quyết tâm và cố gắng tuân theo các chỉ đạo của ban huấn luyện và toàn đội đã cố gắng và nỗ lực không bỏ cuộc thi đấu đến giây phút cuối cùng. Với thành tích này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho các cầu thủ, ban huấn luyện và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên. Chúc mừng thành tích của đội tuyển U11 Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao nói chung và đội tuyển bóng đá nhi đồng nói riêng. Đồng chí cũng yêu cầu đội tuyển U11 Hưng Yên tiếp tục phát huy lối đá tấn công đẹp mắt, tinh thần thi đấu công hiến vì màu cờ sắc áo để đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới. Nhân dịp này, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh Hưng Yên cũng trao khen thưởng cho đội bóng.